Và hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Home Mobile. Lại là mình, Đạt Trai En Tốt Bụng đây. Và hôm nay thì trên tay của mình đang có chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite, phiên bản được phân phối chính hãng với nguyên hộp như thế này, nguyên siêu như thế này đây. Thì sản phẩm này thì cũng đã khá là quen thuộc với anh em rồi. Thì nhưng mà với mức giá hiện tại của em nó thì lại không hề quen thuộc một chút nào. Cách đây không lâu thì mức giá của em nó là rơi vào khoảng tầm 15 triệu, nhưng mà bây giờ thì giảm xuống chỉ còn hơn 11 triệu rưỡi mà thôi. Nhưng đây là giá bán trên thị trường, còn khi anh em mua hàng tại Home Mobile thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Mức giá của chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite này là chỉ hơn 8 triệu rưỡi một chút mà thôi. Và chi tiết hơn đó chính là 8 triệu 550 ngàn đồng. Vâng, có thể nói đây là lần đầu tiên mà chúng ta được chứng kiến một cái thế hệ dòng Note mới nhất của Samsung, hàng chính hãng lại chỉ có mức giá là 8 triệu rưỡi. Chính vì vậy mà đây là cái sản phẩm mà lại được rất nhiều anh em quan tâm hiện nay. Vậy thì với cái mức giá chỉ còn khoảng 8 triệu rưỡi mà thôi, thì sản phẩm này nó có những gì hay ở thời điểm hiện tại nữa hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video clip mở hộp hôm nay nhá. Và khi anh em đến mua hàng tại Mobile thì những sản phẩm còn nguyên siêu, tất cả đều còn nguyên siêu, và anh em sẽ được tự tay rạch siêu ra nhá. Anh em sẽ được tự tay mua hàng và rạch siêu ra. Vậy thôi, bây giờ anh em sẵn sàng chưa? Let's go. Thì đây chính là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite mà mình đang nói đến. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành rạch siêu của em nó ra này. Siêu đã được rạch rồi nhá. Nói qua một chút thì đây chính là cái màu Aura Glow, một cái màu mà đang rất hot hiện tại. Thì mình sẽ show trước cho anh em, nhá hàng trước cho anh em về cái màu này. Đó, anh em thấy nghiêng 7 sắc cầu vồng chưa? Một cái thiết kế mình rất thích ở trên cái mặt lưng chiếc Samsung Galaxy Lite năm nay. Đó chính là một cái thiết kế cực kỳ trẻ trung, cũng như là rất phù hợp với những cái bạn trẻ hiện nay. Ok, tạm gác qua nhân vật chính nhá. Thì còn phụ kiện đi theo hộp thì anh em cũng đã biết rồi. Chúng ta vẫn sẽ có là một củ sạc nhanh 25W, cộng thêm một cáp sạc USB Type-C2C, cũng như là kẹp và đầu bút thay thế cho bút S Pen. Và năm nay thì được trang bị trên chiếc Samsung Galaxy 10 phiên bản Lite, thì không phải là một chiếc tai nghe AKG như Note 10 hay Note 10 Plus, mà chỉ là một chiếc tai nghe bình thường của Samsung mà thôi. Ngoài ra thì vẫn sẽ có đầy đủ là ốp lưng silicone trong suốt này, que chọc SIM và sách hướng dẫn đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Và quay về nhân vật chính của chúng ta, thì trong cái tầm giá là 8 triệu rưỡi thì chúng ta hãy được gì? Cùng xem từ ngoài cho đến trong để xem chiếc điện thoại này sở hữu những gì nhá. Đầu tiên là về ngoại hình, thì đây là lần đầu tiên mà chúng ta được chứng kiến một chiếc Samsung Galaxy Note mà lại sở hữu một cái vẻ ngoài mềm mại như thế này, với các cái góc cũng như là cái cạnh xung quanh được bo tròn 2.5D cho một cái cảm giác rất là mềm mại, chứ nó không còn kiểu góc cạnh mạnh mẽ truyền thống như ở các cái dòng Note nữa. Và mình nghĩ thì sẽ có rất nhiều bạn nữ sẽ thích ở cái điểm này. Và một điểm nữa mà mình cho là điểm cộng và mình rất thích ở cái sản phẩm này, đó chính là cổng tai nghe 3.5mm sẽ được giữ lại. Nhưng mà đổi lại thì sẽ chỉ có một loa ngoài mà thôi. Thế nên là cái chất lượng âm thanh sẽ dừng lại ở mức mono, chứ không phải là stereo như là các cái dòng Note khác. Còn ở mặt trước thì chúng ta sẽ thấy một cái màn hình phẳng, chứ không được bo cong hai bên như dòng Note 10 hay Note 10 Plus, hay là ở những cái thế hệ khác. Và điều này làm cho nó có một chút phần kém sang hơn. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ lại có thể dán được một cái kính cường lực rất là dễ, không khó như các cái dòng như là Galaxy S hay Galaxy Note khác. Và để anh em tìm được một cái miếng cường lực vừa khít cho những cái dòng như là mình có thể kể qua như là Samsung Galaxy Note 9 này, Note 10, Note 10 Plus, hay là kể cả là Samsung Galaxy S10 Plus hay S20 Plus, rất là khó để mà có thể kiếm được một cái chiếc cường lực nó dán full viền ở những cái sản phẩm đó. Và viền màn hình ở sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Lite này vẫn đảm bảo rất là mỏng. Camera được làm kiểu nốt ruồi, nhìn vẫn khá là gọn gàng. Và màn hình của sản phẩm này thì có một cái kích thước là 6,7 inch, lớn hơn cả Note 10 nhưng mà lại nhỏ hơn một chút so với Note 10 Plus. Và nó chỉ có độ phân giải là Full HD cộng như dòng Samsung Galaxy A tầm trung mà thôi. Và nói về chất lượng hiển thị thì tất nhiên là nó sẽ kém hơn một bậc so với Note 10 hay Note 10 Plus, vì độ sắc nét của nó là sẽ không bằng này. Nhưng mà nó cũng sẽ hiển thị tốt hơn so với những cái dòng thuộc phân khúc A. Tiếp đến có thể kể đến đó chính là cấu hình, là điều mà mình cảm thấy khá là thú vị ở sản phẩm này, khi mà nó được trang bị con chip Exynos 9810 giống hệt như là ở những cái chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và đây là điểm mình thấy Samsung đã khá là tinh tế và khá là hợp lý.
Vì ở cái tầm tiền này thì chúng ta không thể nào đòi hỏi một con chip giống như ở Note 10 hay Note 10 Plus được. Còn nếu mà sử dụng những con chip tầm trung như là Snapdragon 730G thì kiểu gì cũng bị chê rằng là sản xuất flagship kiểu gì mà lại dùng những con chip tầm trung. Như thế thì Samsung sẽ nhận gạch đá rất là nhiều. Còn nói về RAM của sản phẩm này thì sản phẩm này sẽ sở hữu 8GB RAM, không phải 12GB RAM, nhưng mà nó vẫn sẽ ăn đứt bộ nhớ RAM 6GB ở những cái thế hệ Samsung Galaxy Note 9. Và quan trọng là hiện tại con chip này vẫn rất ổn cho anh em có thể sử dụng một cách mượt mà, khi anh em chơi game này hoặc là anh em xử lý những cái đồ họa cao thì cũng vẫn rất là ok. Và một điểm mình cũng cảm thấy là rất là ăn tiền ở cái sản phẩm này, đó chính là việc sở hữu một cái viên pin lên đến 4500 mAh, cao nhất trong các dòng Note 10, và đã tạo cho cái chiếc máy này một cái thời lượng sử dụng pin khá là ấn tượng. Với cái việc là on screen liên tục thì sẽ khoảng 8 tiếng, còn nếu anh em sử dụng bình thường hàng ngày thì máy sẽ sử dụng được khoảng 1.5 ngày. Cũng như là chiếc máy này sẽ có hỗ trợ sạc nhanh lên đến 25W và sẽ chỉ mất khoảng 1.5 tiếng đồng hồ thì có thể sạc đầy từ 0 đến 100%. Nói đến camera cũng là điểm mà chúng ta khó có thể đòi hỏi được ở trong cái tầm giá 8 triệu này. Mặt sau sẽ là ống kính chính với cái độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f1.5 và f2.4. Ngoài ra thì còn có thêm một cái ống kính là siêu rộng cùng với cả một cái ống kính tele nữa, và cả hai đều cùng có một cái độ phân giải là 12 megapixel. Đặc biệt là camera trước, năm nay Samsung cực kỳ tâm lý khi đặt một cái camera trước lên đến 32 megapixel. Như vậy thì sẽ lớn hơn rất nhiều so với 10 megapixel trên sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 hay Note 10 Plus, và hứa hẹn sẽ mang lại những cái chất lượng ảnh selfie rất là sắc nét và rất là tuyệt vời cho các anh em và cả các chị em nữa. Và cuối cùng thì nhắc đến dòng Note thì không thể nào mà không nhắc đến chiếc bút S Pen huyền thoại. Chúng ta hoàn toàn có thể ghi chú mọi thứ này, tạo ảnh GIF và làm rất nhiều thứ khác nữa trên cái chiếc bút S Pen thần thánh này. Cái thế hệ bút S Pen của Note 10 cũng cho chúng ta cảm giác viết cực kỳ chân thật. Nó như kiểu là bạn đang cầm một chiếc bút bi và bạn viết vào sổ vậy. Nó rất là chân thật và nó rất là thật tay. Và chúng ta thì hoàn toàn có thể sử dụng bút S Pen này để có thể chụp ảnh từ xa. Mà tuy nhiên thì nó sẽ không được tích hợp con chip gia tốc ở bên trong. Chính vì vậy mà nó sẽ không thực hiện đến những cái tính năng vẩy bút để điều khiển các thông số camera như kiểu Harry Potter điều khiển nữ thần ấy. Thì anh em là sẽ không thể nào mà điều khiển được ở trên con Note 10 Lite này. Anh em chỉ có thể chụp ảnh bằng cái nút bấm ở trên chiếc bút S Pen của Note 10 Lite này mà thôi. Và đây là một cái sự cắt giảm khá là đáng kể ở trên cái sản phẩm này. Tuy nhiên là với cái tầm giá 8 triệu thì đây là cái sản phẩm duy nhất trong phân khúc hàng chính hãng được trang bị bút S Pen chứ danh của Samsung. Tóm cái vai lại thì đối với chiếc Note 10 Lite với một cái mức giá cũ như trước đây khoảng tầm 15 triệu thì chúng ta vẫn sẽ còn lăn tăn đôi chút, nhưng với hiện tại thì cái mức giá của nó chỉ còn hơn 8 triệu rưỡi một chút mà thôi ở tại Hùng Mobile, thì đây là một cái sự lựa chọn rất tốt dành cho chúng ta. Vì thứ nhất, nó là một cái sản phẩm mới chính hãng nguyên hộp, có bảo hành đầy đủ trên Samsung toàn quốc. Thứ hai là cấu hình trên sản phẩm này vẫn rất là ổn trong tầm giá, đi kèm với một cái thời lượng sử dụng pin rất là tuyệt vời. Thứ ba là camera rất tốt ở trong tầm giá, đặc biệt là với camera trước lên đến độ phân giải 32 megapixel luôn, quá là kinh khủng. Và cuối cùng thì không thể nào mà không nhắc đến chiếc bút S Pen huyền thoại của Samsung vẫn được tích hợp trên sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Lite này. Đặc biệt là dành cho những anh em nào hay phải ghi chép hàng ngày thì chiếc Note 10 Lite này hoàn toàn hợp lý để thay thế một quyển vở hoặc một quyển sổ của anh em. Và nếu là anh em thì anh em đánh giá sao về sản phẩm này? Và anh em có mua nó ở trong cái tầm giá 8 triệu hay không? Thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên là hãy truy cập vào website hummobile.vn để tham khảo giá bán chi tiết nhất của sản phẩm này. Ngoài Note 10 Lite ra thì còn có những cái sản phẩm như là Note 10 này, Note 10 Plus cũng như là S20 Plus chính hãng đang có một cái mức giá bán thực sự tốt và thực sự kỷ lục cho anh em. Và như ở mỗi cuối video thì hãy đừng quên like, share và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Còn bây giờ mình xin hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau. Đạt trẻ em. Bye bye.